Đá thạch anh tự nhiên là loại đá có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng trong phong thủy, mà còn được ứng dụng phổ biến trong đời sống. Để biết thêm chi tiết về loại đá này, mời bạn cùng nhà sàn tìm hiểu trong đoạn video hôm nay. Thạch anh tự nhiên là một dạng tinh thể thuộc nhóm silicate có công thức hóa học SiO2 với cấu trúc tinh thể lượng giác và độ cứng 7 trên thang đo độ Mohs. Nhờ vào sự hiện diện của các nguyên tố bên trong, khi quan sát sẽ nhìn thấy các màu sắc khác nhau của đá thạch anh. Thạch anh sau khi được mài bóng sẽ có ánh thủy tinh vô cùng rực rỡ. Phổ biến nhất là các loại đá như thạch anh trắng, thạch anh hồng, thạch anh tím, thạch anh khói, đá thạch anh tóc đen hay thạch anh tóc xanh. Những ứng dụng phổ biến của thạch anh tự nhiên trong đời sống. Sự khác biệt của thạch anh so với các dòng đá thông thường là mức giá trị năng lượng thực sự mà thạch anh mang lại đã được khoa học nghiên cứu. Năng lượng kỳ diệu của đá không phải là giai thoại, mà đó là sự thật. Do đó, thạch anh tự nhiên đã được ứng dụng phổ biến và đa dạng trong nhiều lĩnh vực như: đá thạch anh tự nhiên được ứng dụng trong sức khỏe đời sống. Để bảo vệ sức khỏe con người, các nghiên cứu chỉ ra rằng thạch anh tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế bức xạ gây hại và ứng dụng trong công nghệ lọc nước. Nhờ có tính trơ mà thạch anh không bị hòa tan với các chất có trong nước. Do đó, nó được ứng dụng để lọc nước với mục đích mang lại nguồn nước sạch, an toàn với sức khỏe. Hơn nữa, trong nguồn nước tự nhiên, dù ít hay nhiều, cũng có các kim loại nặng hay một số chất độc tồn tại ở các nồng độ khác nhau. Đá thạch anh có chứa nguyên tố sắt sẽ hấp thụ được những dạng kim loại nặng này. Ở thời đại 4.0 thì công nghệ phát triển ngày càng mạnh mẽ và có mặt ở hầu hết trong mọi gia đình. Điểm trừ của công nghệ là tạo ra sóng điện từ phát ra từ các thiết bị điện thoại, máy tính, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đá thạch anh tự nhiên sử dụng trong tâm linh phong thủy. Trải qua hàng triệu năm hình thành, thạch anh tích tụ nhiều dòng năng lượng của đất trời nên được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực tâm linh phong thủy như rải nền, trấn trạch với ý nghĩa. Nguồn năng lượng của thạch anh có khả năng chống lại sự ảnh hưởng của năng lượng xấu, từ đó đem lại sự may mắn, bình an và vượng khí cho gia chủ. Ý nghĩa thứ hai, sử dụng thạch anh sẽ giúp chủ nhân cảm thấy được an tâm, tinh thần được thoải mái và hạn chế những điều suy nghĩ tiêu cực. Bên cạnh đó, với khả năng hấp thụ năng lượng xấu và giải phóng năng lượng dương, nên thạch anh có thể chống lại tà khí và hóa giải hiện tượng bóng đè. Đá thạch anh tự nhiên dùng trong lĩnh vực trang sức. Tương tự như các loại đá thông thường khác, nhờ vào diện mạo lung linh bắt mắt mà thạch anh cũng được chế tác thành các dòng trang sức đá như vòng tay đá thạch anh, mặt dây chuyền thạch anh, lắc cảm xà thạch anh, với ý nghĩa đem lại tài lộc, tăng năng lượng sức sống cho chủ nhân. Bên cạnh những ứng dụng trên, chắc hẳn ít ai biết rằng thạch anh tự nhiên còn được sử dụng vào trong nội thất để làm nổi bật sự tinh tế và sang trọng cho ngôi nhà của bạn. Phòng khách, phòng ngủ, đây là không gian giúp tạo điểm nhấn cho căn nhà. Nhiều gia chủ có điều kiện thường bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để dùng đá thạch anh làm đá ốp tường, mặt bàn đá thạch anh để tạo sự đẳng cấp, thư thái cho ngôi nhà. Phòng bếp, với sự đa dạng về màu sắc và độ bền cao, thạch anh có thể thay thế bất kỳ loại đá tự nhiên nào để sử dụng trong không gian nhà bếp. Ngoài ra, với độ sáng bóng không độc hại nên dễ dàng để vệ sinh. Phòng tắm, đá thạch anh có màu sắc tự nhiên sáng bóng và độ cứng cao nên thường được nhiều gia chủ lựa chọn để làm ốp tường, bồn tắm hoặc chậu rửa mặt lavabo thạch anh với mục đích làm nổi bật không gian nhà tắm. Như vậy, nội dung hôm nay đã giúp cho bạn hiểu rõ hơn về thạch anh tự nhiên và những ứng dụng phổ biến trong đời sống. Để nâng cao hiệu quả sử dụng, điều quan trọng là cần lựa chọn đơn vị chuyên cung cấp đá thạch anh chất lượng. Do đó, nhà sàn Tây Nguyên là sự lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc, băn khoăn nào qua số điện thoại 0903 097 626. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Nhân sinh chào bạn, hẹn gặp lại ở thông tin bổ ích tiếp theo.